Thì hai đứa là đủ rồi. Dạ, trời ơi, không có lời đi vậy. Dạ. Ý của em thì em cũng thích hai đứa là đủ. Hỏi coi em thích trai gái hỏi đi. Thì đó trai gái gì cũng không quan trọng, đứa là đều là con mình, nhưng nếu có con trai thì càng tốt, tại vì em là con trai trưởng ở nhà. Em hỏi cổ quá. Thì em đang hỏi đâu. Mời bạn nam. Rồi giới thiệu đi em gái. Em tên là Trần Mỹ Tho, năm nay 27 tuổi. À, em đến từ Vĩnh Long. Hiện tại em làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện em làm nhân viên kế toán tại công ty Minh Gia Phú, bên thời trang. Đáng lẽ ở Vĩnh Long phải đặt tên Vĩnh Long, sợ Vĩnh Long mà đặt tên Mỹ Tho. Mỹ Tho là phải ở Tiền Giang, tên Mỹ Tho mà ở Vĩnh Long. Rồi mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em tên Trần Quốc Cường, năm nay 27 tuổi. Em sinh ra lớn lên là thành phố Hồ Chí Minh. Em làm công việc cụ thể là gì? Dạ em phụ gia đình kinh doanh phụ tùng linh kiện xe máy. À, ở quận mấy em? Dạ ở quận 5 á. Bạn bên kia là ở quận mấy? Làm quận mấy? Dạ em làm ở Bình Tân anh. Đi cũng gần mà. Rồi cũng gần. 6 cây số. Ưu điểm khuyết điểm của bạn trai là gì? Ưu điểm của em là em có thể tự lập, biết làm việc nhà, có thể nấu ăn cũng hơi bị ngon. À, được. Trai giờ giỏi lắm. Khuyết điểm của em là khi mà nóng tính thì em cũng không có gây lộn liền hay gì, thì em cứ đi ra ngoài để suy nghĩ rồi nghĩ ngẫm là mình đúng hay mình sai rồi sau đó sẽ quay vô quay lộn. Không, quay lại nói với lẽ. Nói là cái này anh đúng hay là cái này em đúng hay gì đó. Ừ vậy được. Với lại không biết ủi quần áo. Mặc đồ nhăn cũng sao đâu. Mua đen là đồ nhăn mà. Dạ. Yeah. Rồi bạn gái. Dạ, em có ưu điểm là em có trách nhiệm và hay tính toán kỹ trước khi mà em làm việc gì đó. Ví dụ như thường em có kế hoạch là ngày mai em làm gì là em đều có kế hoạch trước. Em thì cũng biết nấu ăn chút chút. Không sao, bạn mới đi nấu ăn ngon được rồi. Dạ, khuyết điểm của em là em thích ngủ. Được. Ngủ như lúc nào? Dạ, thời gian rảnh là em ngủ, mà về nhà là em ngủ. Khuyết điểm gì mà bạn trai mình nói vậy được á? Hiện tại em đang sống với ai rồi, ai làm công việc nhà? Dạ là em sống nhà trọ với hai đứa bạn nữa. Rồi em ngủ không là ai làm? Dạ thì không, vì em vẫn làm việc nhà xong rồi em mới ngủ. Rảnh thì em mới ngủ. À đúng rồi. Dạ. Bây giờ bớt ngủ lại để dành thời gian đi chơi ha. Dạ. Bây giờ em muốn tìm một nửa yêu thương là người như thế nào? Ngoại hình nó chưa dễ nhìn dễ thương. Ừ. Tính cách là phải có hiếu thảo gia đình. Có hình mẫu giống ai không? Không giống ai. Không không, không thích giống ai hết. Dạ thì khác mọi người hết. Dạ. Mẫu người lý tưởng của em là muốn tìm người như thế nào? Dạ là mẫu người lý tưởng của em thì giống như anh Quyền Linh bên kia. Ngoại hình, vóc dáng? Cao khoảng 1m7 trở lên. Bụng thì đừng có phệ quá. 1m7. Chán thì đừng có hói quá. Cũng hơi hói hói chút nha. Không, người ta khen anh đó anh Linh. Rồi gì nữa em? Không thích là gia trưởng, keo kiệt, tính toán. Nếu được thì bao giờ em tính tới chuyện hôn nhân? Nếu quen được thì cuối năm hoặc là năm sau. Để chị coi bạn trai đã sẵn sàng chưa ha. Dạ. Chào chị ạ. Chào em, trời ơi, chào sốt sắng dễ thương quá nha. Em định bao giờ tiến tới hôn nhân? Dạ thì nếu được thì cũng 6 tháng đến 1 năm. Sẵn sàng chưa mà nói sung quá dạ, vậy? Dạ sẵn sàng rồi. Sẵn sàng được những cái gì rồi? Dạ ví dụ cũng số vốn thì sẽ phụ nhà gia đình phụ giúp thêm một phần nào đó. Em có tật xấu gì không em? Ví dụ nói một lần hai lần á thì nếu mà không nghe thôi không nói nữa. Ăn nhậu gì không? Nhậu nhẹt gì không? Nhậu hai chai, qua chai thứ ba là nằm ngủ luôn. Mà sau này kinh tế gia đình em nghĩ là ai sẽ quản lý? Kinh tế gia đình chắc nghĩ là vợ. Hiện tại giờ tiền đi làm ai giữ? Mẹ giữ. Rồi mẹ có đặt ra tiêu chí tiền con dâu như thế nào không? Dạ không à. Mẹ không có dặn gì trơn. Mẹ biết tham gia chương trình này không? Dạ biết, tại mẹ có đi chung mà. À vậy hả, chút xíu nữa chị sẽ gặp mẹ em ha. Dạ. Điều gì mà em không thích ở bạn gái? Xăm hình. Ưa đi vô những quán bar này kia em không thích. Chứ em thích đi chỗ nào? Không thì nói chung thích là đi đâu nhẹ nhàng hay đi cà phê cũng được, vậy như quán cà phê. Rồi để anh Quang coi bên đàn gái thế nào nha em trai nha. Để anh lo. Chào anh. Chào em gái dễ thương. Anh bên đây anh dễ thương lắm. Dạ. Hiền hậu, thật thà. Anh nghĩ đây là một người mẫu người đàn ông của gia đình. Dạ. Em cũng cần một người chín chắn và biết lo xa hơn em á. Em xem trọng cái bề ngoài hay là em thích về cái tâm hồn? Vẻ bên trong hơn anh. Nói chứ em cũng hiền đó. Anh thấy dễ thương, hiền được rồi. Hai người này hợp với nhau đó, về cho nói chứ không có gây gỗ nhau đâu. Anh thấy hai người hiền lắm. Được rồi. Hồi nãy bạn trai có chia sẻ là hôm nay có đi với mẹ đúng không em? Dạ. Bây giờ chị gặp mẹ em nha. Dạ. Dạ, chào cô. Em là mẹ của Trần Quốc Cường. Hồi nãy giờ cô ngồi đây cô thấy con rất là dễ thương. Con nấu ăn ngon hay không ngon thì cái đó là cô không có đặt điểm chính, tại vì cô cũng thích
chăm sóc gia đình và nấu ăn, cô thích nấu ăn lắm. Dạ. Còn cái chuyện mà con thích làm dâu, không làm dâu thì cái đó tùy thuộc của con. Thế hệ bây giờ mình không có thể nào bắt buộc phải làm dâu. Nếu con thích làm dâu thì cô rất là thích, tại vì gia đình cô chỉ có Cường ở chung với cô thôi. Thì nếu con đồng ý làm dâu thì vui hơn, cả nhà vui hơn. Dạ. Thì cô cũng rất mong hai con tìm hiểu nhau và có duyên nợ tiến đến hôn nhân. Mẹ chồng dễ thương quá, tâm lý dễ sợ luôn. Rồi hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với bạn thân. Rồi cho chị gặp bạn thân của em ha. Dạ chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường, chào chương trình ạ. Em là Bảo Yến, là bạn của chị Thoa. Em thấy hai người rất là hợp nhau ở một điểm, đó là dễ say xỉn. Uống mấy cái hai chai là xỉn. Cái nữa là hai người giống như bù trừ với nhau á, một người thích ngủ còn người thích nấu ăn. Thì về người ngủ người nấu ăn là bù trừ, đúng rồi, quá hợp lý luôn. Thoa là một người con gái, tuy nhìn bên ngoài thì có vẻ nam tính đó, nhưng thực chất thì chị ấy rất là cần một người đàn ông vững chãi để che chở cho chị ấy. Thì em thấy anh là đạt tiêu chuẩn. Em hy vọng là khi mà hai anh chị đến với nhau á thì sẽ bù trừ những cái tính cách cho nhau và anh sẽ yêu thương chị ấy nhiều hơn. Rồi xin cảm ơn em ạ. Rồi bây giờ hai bạn sẽ có ít phút tâm sự với nhau nha. Chúng ta kéo màn lên nào, 2 phút dành cho các bạn bắt đầu. Dạ em chào anh ạ. Chào em ạ. Anh đến đây có món quà tặng em. Nó kêu. Nó kêu à. Ủa sao nó kêu ta? Gì vậy? Lần đầu em gặp anh thì em cũng giống như là em thấy anh có ngoại hình thì cũng tương đương với cái người mẫu lý tưởng của em, đó là anh Quyền Linh. Thì anh nhìn em như thế nào ạ? Không, nhìn em cũng dễ thương, mặt tròn tròn. Thích nhất là tính, biết tính toán chi li thì tiền mình sẽ không đi gây ra ngoài. Em làm gì thì cũng có kế hoạch, lên kế hoạch trước hết á. Ví dụ tiền làm về đưa em giữ thì sau này nếu tiến hay vợ chồng thì đưa em giữ thì tiền sẽ không có bị gây rớt ở ngoài được. Dạ. Cũng vẫn là gây rớt tiền nữa hả? Cái tiền không vậy? Ví dụ như trong tuần anh rảnh được bao nhiêu ngày á? Trong tuần thì hầu như anh rảnh buổi tối, chủ nhật rảnh nguyên ngày. Dạ. Thì em cũng chỉ rảnh buổi tối, em chỉ làm ban ngày, chủ nhật em cũng nghỉ. Dạ, theo anh thì quan điểm về tình yêu của anh như thế nào ạ? Theo anh quan điểm á, tình yêu là tìm một người phải biết quan tâm, chia sẻ, động viên để người đối phương có để con có một cái nền tảng mà sau lưng để mình phát huy được công việc của mình. Yeah. Vì người ta thường nói là sau một người đàn ông thành đạt thì sẽ có người một hậu thuẫn về sau, một người phụ nữ. Văn chương dữ ta. Anh có gì muốn hỏi em nữa không? Em hơi rụt rè, bây giờ chị muốn em phải thể hiện bản lĩnh của mình. Em đứng lên, em hát tiến tới cô gái, em hát cũng được, hoặc em tỏ, em nói cái gì đó. Nhìn thẳng vô mắt cô ấy nha. Thôi em nhắm mắt lại, anh tặng món quà này, anh vừa tặng vừa hát nó hay hơn á. Dạ được. Có quà nữa? Có, em đưa một tay ra. Nắm tay em thật chặt, giữ tay em thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi trọn đời cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin. Hay quá. Hay quá, cảm ơn ạ. Anh hơi bất ngờ, bất ngờ tuyệt tình luôn, tuyệt vời. Cảm nhận bạn gái như thế nào? Không, người bạn gái rất là dễ thương, chịu cười và đặc biệt có cái đồng khởi nên mình rất thích. Nói gì nói luôn đi em, đang cao trào gì. Biết luôn em. Không thì em thích em người kế toán thì biết tính toán. Dạ không, em thì xưa em học quản trị kinh doanh. Cũng người ta. Thì em cũng thích bên kinh doanh, mà em thấy anh kinh doanh là em thích rồi. Dạ. Dạ. Rồi xin dạ. Cảm ơn em ạ. Anh rất thích em. Dạ. Em mong muốn điều em gì? Em cũng thấy cảm ơn anh. Dạ. Dạ hoài. Em muốn con trai hơn gái, mấy đứa con hỏi ý cổ đi. Hai đứa là đủ rồi, kinh tế gia đình thì mình cũng phải ít nhưng mà chất lượng. Em hỏi bạn gái chứ đâu phải hỏi em đâu, em hỏi bạn gái đi. Thì hai đứa là đủ rồi. Dạ, trời ơi, em trả lời luôn vậy. Dạ. Ý của em thì em cũng thích hai đứa là đủ. Hỏi coi em thích trai hay gái, hỏi đi. Thì đối trai gái gì cũng không quan trọng, đứa là đều là con mình, nhưng nếu có con trai thì càng tốt. Tại vì em là con trai trưởng ở nhà. Em hỏi cổ quá. Em đang hỏi. Đâu? Em trả lời chứ đâu có hỏi. Em thích trai hay gái? Dạ, trai gái gì cũng được anh. Dạ, dạ. Theo quan điểm trai gái gì cũng được hết á. Con mình là được. Con mình là được rồi. Dạ.
Màn tỏ tình ấn tượng quá ha. Đúng rồi. Khó đỡ luôn, chị rất là bất ngờ. Bạn trai này á rất hiền nha, có thể chăm sóc vợ rất là tốt. Bây giờ là giây phút chúng ta nhắm mắt lại, cảm nhận cảm xúc trong người của mình ra sao và đưa ra cái quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. Bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Như vậy là cô ấy đã đồng ý hẹn hò với mình rồi đó. Nắm tay nào. Vui không? Mừng không em? Dạ mừng chứ. Mừng quá ha. Mẹ ở dưới cũng mừng nữa, mẹ cười nãy giờ quá trời luôn. Bây giờ hung cái gặp gỡ đầu tiên thế nào? Thôi mẹ, cô hung nha mẹ. Không, hỏi bạn. Gia đình thì hỏi bạn. Hỏi bạn ừ. Phải hỏi bạn chứ. Hỏi bạn luôn sao thấy sao đàng hoàng ghê, tưởng đâu hỏi mẹ hung hay chưa. Nhưng mà em thấy cảm giác về như thế nào thầy? Con thấy rất là vui. Và cũng rất biết ơn chương trình đã tạo điều kiện cho em thêm có một người bạn gái. Em hứa sẽ chăm sóc bạn gái em thế nào? Em hứa sẽ chăm sóc bạn gái chu đáo. Ngủ nhiều thì em nấu cho ăn. Trời ơi, quá nhớ nha. Dạ. Nhớ nha. Nè bạn gái, em gái của anh hiền lắm á nha. Dạ. Đừng có bỏ bê em gái anh nha. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp bộ TX trên toàn quốc. Quà tặng dành cho hai bạn là một chiếc Smart TV UVC TV LED công nghệ Nhật Bản. Nếu như các bạn đồng ý kết hôn thì TV UVC 50 inch sẽ nằm trong ngôi nhà của các bạn. Dạ từ đầu tới cuối bạn gái hỏi cũng dạ luôn. Dễ thương mà. Dạ. Này có duyên lắm à. Mỹ Tho, một cái tên rất quen thuộc, nó gắn liền với nhiều ký ức của anh. Mỹ Tho ở Tiền Giang nhưng người nợ Vĩnh Long. Đón xem chương trình ghép đôi thần tốc được phát sóng vào 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi bây giờ mình giới thiệu về mình cho bạn gái bên kia nghe đi. Dạ, em tên là Hiển Vinh, hiện tại em 28 tuổi và em đang sống và làm việc tại Đồng Nai. Em làm nghề gì? Dạ, em làm nghề tóc. Em làm chỉ riêng biệt là nam thôi. Nam thôi. Dạ. Ừ, rồi. Rồi, mời em gái giới thiệu. Em tên là Nguyễn Thị Kim Hoài, 26 tuổi. Em đang sống và làm việc ở Bình Dương ạ. Nguyên quán của em là ở Thanh Hóa. Em đang làm công việc gì? Dạ, em đang làm nhân viên văn phòng ở phòng thu mua của một công ty ở Bình Dương ạ. Bình Dương là ở em ở cái địa chỉ nào vậy em? Dạ Bình Dương là em ở Dĩ An ạ. À Dĩ An, Dĩ An, anh xuống Dĩ An cũng gần. Gần không? Dạ cũng gần chị. Rồi, Đồng gần Nai là em ở cụ thể chỗ nào? Dạ Đồng Nai là em ở huyện Vĩnh Cửu, cũng giáp ranh với thành phố Biên Hòa. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? À, ưu điểm của em đó là biết nấu ăn, khá là vui vẻ hòa đồng với tất cả mọi người. Khi mà em làm việc thì em cũng khá là tập trung. À, về nhược điểm là em khá là nóng tính. À, em hay cáu, em cũng hay quên nữa. Hay cáu mà còn hay quên nữa. Bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Sở thích của em là ưu điểm và biết ca hát, chơi thể thao cũng tốt, rồi thiêu chanh, nấu làm ăn, gì? Giặt đồ, thiêu, gì cũng làm được. Thiêu chanh hả? Ồ. Nấu ăn, giặt đồ, hớt tóc, cạo đầu. Biết hết đúng không? Dạ, cái đó cũng thường lắm anh. Thôi giờ hát bài cho vui đi. Dạ bây giờ khán giả ở đây là muốn hát nhạc cổ hay là muốn hát ơi, nhạc trữ tình? Ca nhạc theo yêu cầu luôn. Mình chút xíu mở màn lên ha. Dạ. Chào hỏi nhau là mình vô câu này luôn nha. Dạ. Nha, cho nó hợp lý chút. Bây giờ hát bài vui vui đi. Chẳng qua là duyên số, anh và em có nợ nhau thôi. Cảm ơn ông trời cao đã cho đôi mình bên nhau lúc nào. Anh ơi thành đô ngựa xe, chán ngang biết bao nhiêu dối lừa. Khi anh về đây mới thấy thương em dãi dầu nắng mưa. Biết bao người con gái đem tình yêu đến tặng cho anh. Dẫu anh không đẹp trai, biết bao nhiêu người khen anh có tài. Đó, bây giờ mình thấy có không khí rồi đó.
Em hỏi bạn gái đi. Sở thích đầu tiên của em là cái gì? Xem phim ạ. Có hay đi ăn uống hay là cà phê bạn bè đi đâu gì không? Dạ cũng thỉnh thoảng cũng có đi ạ. Em thường đi vào ngày cuối tuần ạ. À vậy cái đó nó cũng phù hợp đó với anh. Ừ, dạ. Anh ơi anh có hài hước không ạ? Hài hước thì cũng có em. Nói chung là anh có thể xây chuyển được mọi cái tình huống. Như cái lúc thì em nóng, anh sẽ làm như thế nào để cho em nguội xuống? Lúc nào em vui thì anh sẽ làm sao cho em buồn xuống? Dạ không, vui thì cho em quẩy anh luôn. À, anh ơi, anh trải qua bao nhiêu mối tình rồi ạ? Ba mối tình. Dài nhất thì cách đây là 2 năm. Nói chung là cũng tình cờ thôi, mình cũng không biết nữa. Sau này quen rồi thân thiết với nhau rồi trái tim nó rung động. Lúc đó mới biết người đó là định cư nước ngoài. Việt Kiều á ha? Dạ Việt Kiều, tại vì người đó về quen nhau bao lâu mới biết? Dạ người đó về 2 tháng. Tới lúc mà rằng đi thì người đó thì mới nói là em định cư bên nước ngoài. Rồi đi luôn? Dạ đi thì cũng liên lạc cũng vẫn một thời gian. Càng ngày thấy xa mà cách lòng anh. Hai đứa cũng thống nhất với nhau là tự giải thoát cho nhau và tìm một cái hướng đi mới. Rồi bạn gái bên kia. Mình có mấy mối tình rồi. Dạ em chưa có mối tình nào ạ. Chưa có mối tình nào? Lý do tại sao? Em ít có giao tiếp với bạn nam nhiều ạ. Mà nếu mà có giao tiếp thì các bạn ấy cũng là các bạn thân chơi thân. Mà thân thì không có yêu được. Nhưng mà em có thích không? Mình có cảm thấy thích bạn nam nào không? Mình có dạ. Yêu đơn phương ai không? Dạ không. Không luôn? Dạ. Rồi mình nhìn một chàng trai mình thấy hợp mình hay là thấy đẹp trai hay cái gì mình có thích không? Thật ra là em chưa nhìn thấy ai mà em thấy hợp với em. Đó coi. Hai mấy năm mà chưa nhìn thấy ai thấy hợp hết. Dạ. Em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Về ngoại hình ạ. À, cao hơn em. Cao hơn em một cái đầu. Mặt thì ưa nhìn ạ. Em thích bạn nam mà mặc áo sơ mi trắng. Vô hả? Bên tay đóng thùng với áo sơ mi trắng ạ. Em rất là có cảm tình với những bạn mà trong các cách ứng xử của mình phải là một người nghiêm túc và mình trưởng thành trong suy nghĩ của mình. Nghĩa là không thích cà rỡn, giỡn hết rồi phải không? Dạ. Em có thể xoay chuyển tình thế mà. Dạ được. Không có lo. Dạ em muốn tìm người bạn gái như thế nào? Dạ người bạn gái của em thì trước hết thì phải nết na nè. Rồi mình phải biết lễ phép đối với người trên kẻ dưới. Đặc biệt là phải chung thủy. Đây biết chung thủy hay không mà ta chưa có quen ai lấy đầu biết. Em thích có một cái bộ tóc đen dài. Bộ tóc đen mua tóc giả đội vô. Dạ không ạ. Rồi gì nữa, đen dài có luôn. Đen dài, nước da thì nói chung cũng sáng chút xíu thì được. Rồi. Dạ, hiền dịu chút xíu. Đơn giản vậy thôi phải không? Dạ. Em suy nghĩ sao về cái việc sống thử? Em không thích sống thử. Không thích sống thử. Dạ. Sống là thiệt luôn trong thử đúng không? Em là một người mà theo mẫu hơi truyền thống một chút. Em không có tư tưởng quá hiện đại. Rồi, được rồi, để dạ. Chị nắm cái tình hình vậy chị qua chị coi. Cô bên đó yêu thử không được rồi nó chi sống bởi thử. Bởi vậy khó lắm mà. Nghe vậy thấy có sợ gì không? Dạ. Có lo lắng gì không? Dạ không có gì. Cái đó thì nói chung là nằm trong cái chỉ tiêu của em hết. Trong cái khả năng của em mà nó dễ lắm. Có nghĩa là nghe chưa có bạn trai là còn khoái nữa đúng không? Dạ không, có bạn trai hay không rồi thì cái vấn đề đó nó cũng bình thường thôi. Nhưng mà đây là người ta nghiêm túc là nha, người ta không có sống thử nha. Người ta quen là người ta tới tiến tới hôn nhân luôn nha. Công việc ổn, mọi thứ sẵn sàng để tiến tới hôn nhân chưa? Dạ ổn định, em thì em làm ở đây là 10 năm rồi. À, em đang sống với ai? Có sống ba dạ, mẹ không? Dạ em sống chung với ba mẹ em. Nhưng mà em mở một cái tiệm ở trước nhà. Dạ. Nói chung là nhà em thì làm dâu rất là dễ. Tại vì ba mẹ em luôn luôn có một cái phương châm á, là có một con người con dâu hay một chàng rể hay gì đó là luôn luôn đặt một cái tình cảm cho những người đó là trên hết những người con ruột. Được ha. Dạ. Rồi, không có yêu cầu gì nữa hết ha. Dạ, đơn giản. Đáng lẫy trên dưới gọn gàng ha. Bữa nay hên mặc áo trắng chứ không mặc áo đen ha. Được. Được rồi, tôi qua coi bên thằng gái thế nào nha. Dạ, dạ. Hai, chào em gái. Có nào nằm tưởng tượng là ông chồng của mình là một người thế nào không? Dạ, em xem phim á, xong rồi em tưởng tượng. Dạ, giống ba em, giống bố em. Ba em là người thế nào? Bố em là một người rất là nghiêm túc, chính trực và có trách nhiệm với lời nói của mình ạ. Được kiếm người giống ba khó lắm á. Tương tự thôi cũng được ạ. Tương tự thôi ha. Dạ. Để coi anh này giống ba mình nha. Dạ. Bên đây cũng ổn đó. Bây giờ mình gặp gỡ người thân xong rồi mình kéo màn lên thôi. Hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ với anh em ạ. Đi với mẹ với anh, phải chứ có ba thì nhìn có ba em ra sao. Rồi chào chị gặp mẹ. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường.
Coi chương trình này thì em rất ngưỡng mộ hai MC. Thế là động viên con tham gia để được gặp hai MC này. Dạ. Nhưng mà hôm nay em bị đau họng nên nhường cho anh. Xin chào anh Quỳnh Linh, xin chào chị Cát Tường. Về Hoài ấy, thì chịu khó, biết nấu nướng. Còn cái mặt về hạn chế ấy, thì Hoài là nhút nhát với bạn trai. Còn về bạn trai bên này, anh thấy là nhanh nhẹn, hoạt bát. Và về cái hình dáng thì cũng ok. Hai em thì cũng có những cái điểm mạnh và những điểm còn hạn chế thì sẽ bổ sung được cho nhau. Anh cũng muốn hai em tạo cho nhau một cái cơ hội đấy, ấn nút để có một cái buổi hẹn hò thật thú vị. Chào đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với chị họ của em và chị ruột với đứa cháu của em. Mà đứa cháu này cũng nhờ đứa cháu này mà em mới có được cái ngày định mệnh hôm nay. Cháu có đăng ký đó hả? Dạ. Tại sao cháu đăng ký cho cậu tham gia chương trình? Chương trình hay, ý nghĩa, tạo cơ hội cho những bạn chưa có tìm được một nửa của mình. Thì thấy cậu như vậy thì con đăng ký cho cậu đi. Cũng mong là sau cái chương trình này thì cậu với lại cô thì cho nhau một cái cơ hội để mà tìm hiểu nhau. Cháu năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ con 19 tuổi. 19 hả? Vài năm nữa đăng ký được rồi nha con. Chù té hả trời. Chừng nào nếu rảnh rảnh con đăng ký. Rồi cảm ơn cả nhà. Rồi mọi người chuẩn bị xem họ gặp mặt như thế nào nha. Kéo màn. Chuẩn bị ha. Nà, để coi bữa nay có nhịp tim có đập lộn xạ gì không nha. Cổ liền đứng lên biểu diễn luôn cho nó không khí. Rồi bắt đầu. Đó, tặng hoa là lên giùm cổ luôn. Biểu diễn luôn trước mặt cổ. Bắt đầu đứng nó hát luôn. Em ơi, tôi không phải kẻ tình si, cũng không phải là lãng tử mượn đóa đào kia để tương tư hình bông, mà chỉ bâng khuâng với trái tim rung động khi lần đầu tiên hạnh ngộ với hoa đào. Nhìn thẳng cô gái hát. Chỉ sắc hồng tươi và hương vị ngọt ngào, không kiêu sa không mượt mà quyến rũ, sao tôi mơ màng ấp ủ bấy lâu nay. Vượt đường dài nào ngại gió sương, nay được về đây vừa lòng Hà Nội. Trời đất giao xuân đào ơi đừng nỡ dội, để tôi được bồi hồi nhìn đại hoa hé nở. Trời hay quá. Quá ngọt ngào. Được rồi. Dạ đó là đồng. Cảm nhận giọng hát của bạn trai như thế nào em? Dạ em thấy anh hát hay ạ. Hay đó. Quá hay. Anh cảm thấy em hôm nay là em rất là dễ thương. Và rất cảm là thấy em mà anh rất dễ thương là sao? Dạ cảm thấy em rất dễ thương. Như anh mong muốn tìm kiếm một người như em vậy đó. Và tính tình của anh nó cũng đồng bộ với em. Cũng hòa hợp được. Dạ. Quê gốc của anh là ở Biên Hòa luôn ạ. Gốc của cha mẹ anh thì ở dưới miền Tây á, ở dưới thành phố Cần Thơ. Em có bao giờ anh đi miền Tây chơi chưa? Dạ chưa. Trời ơi để mình mốt về dưới anh chở về dưới thăm Trường Nổi đẹp lắm. Dạ. Nếu mà bây giờ là em có bạn trai rồi đó, thì em có muốn là một tuần như đi chơi mấy ngày em có thể nói cho anh biết được không? Chung là mình cứ sắp xếp nếu mà phù hợp thời gian như thế nào thì mình đi thôi ạ. Anh rất là hạnh phúc một cái điều đầu tiên và anh cảm nhận có một cái điều gì đó nó rất là rung động về em. Anh mong sao là mình sẽ cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu và tiến xa hơn. Em chỉ quan trọng là mình khi mà mình quen nhau thì mình cần phải tìm hiểu nhau thật kỹ và có những cái quyết định đúng đắn. Ok, anh cũng suy nghĩ cũng giống như em như vậy. Em thấy anh về bề ngoài thì anh cũng khá là đẹp trai. Anh hôm nay mặc đồ sơ mi trắng với quần tây với giày, thấy anh rất là nghiêm túc. Và em rất là, nói chung là em có cảm tình. Hết thời gian. Đặt tay vào nút bấm đi bạn. Hai cái nút bấm nó thiêng liêng lắm nha các bạn. Đã bấm là có thật đấy. Đã hãy bấm suy nghĩ thật kỹ. Là duyên đã trao đấy nha. Suy nghĩ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm nha. 1 2 Hãy bấm bằng cả trái tim của mình nha các bạn. 3 Hết thời gian. Hết thời gian.
chàng trai rất là năng động, rất dễ thương. Một cô gái một chút thẹn thùng. À, cô gái cũng bối rối đấy. Nắm luôn anh. Nắm luôn. Đấy. Anh nghĩ rằng chúng ta sẽ bổ sung những cái khương khiết cho nhau để trở thành một cặp đôi hoàn hảo nha. À, đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Các bạn cũng đã xem phim để tìm hiểu nhiều hơn, để yêu nhau nhiều hơn. Hãy hôn cô ấy cái nụ hôn đầu tiên. Không thấy gì hết á. Đây, gửi tặng hai bạn. Đây là một bộ sản phẩm cao cấp mà nhập khẩu từ Hàn Quốc với thương hiệu Skin Azac. Được gái. Và đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Điểm mạnh của em là em không biết giận chứ. Cái này hay rồi nha. Phụ nữ mà có tính này là hay lắm á. Em thì thích bạn gái là sống thật lòng, yêu thật lòng. Bởi vì em sợ tình yêu lừa dối lắm. Hy vọng rằng hạnh phúc sẽ sớm đến với họ nha. Còn bây giờ tôi sẽ mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời. Mời bạn nam. Rồi, đây đây, rồi đi các bạn. Mời bạn nữ. Mình giới thiệu về mình đi. Em chào anh Quỳnh Linh. Em chào chị Cát Tường. Em chào tất cả mọi người. Em tên là Đinh Văn Lâm. Em ở Phú Thọ. Năm nay em 26 tuổi. Hiện em đang sinh sống và làm việc ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây thì em làm cho công ty cửa cuốn của nhôm cho Hưng Phú Thành. Bây giờ em làm kinh doanh cho hai công ty là công ty Hoàng Phát cũng ở quận 7, hay là công ty Hưng Phú ở quận 9. Thoải mái lên nào. Dạ. Sao mà nó nghiêm xuống vậy? Sao cười tươi rất là xuống vậy cơ? Bạn hơi bị căng thẳng đúng không? Hơi hồi hộp. Kinh doanh thì thoải mái lên chứ. Dạ, đúng không? Dạ. Mời bạn gái giới thiệu đi đã nè. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Xuân. Năm nay em 27 tuổi ạ. Em đến từ Phú Thọ. Hiện tại em đang luôn. Dạ. Hiện tại thì em đang sống ở Phú Mỹ Hưng với chị gái ạ. Em thì đang làm cho quán bánh và cà phê của chị luôn ạ, của gia đình ạ. À, kinh doanh trong nhà luôn ha. Đúng rồi ạ. Mà bên kia 27, em nói em nhiêu? Em 26. Trai hơn 2, gái hơn 1 được đấy. Được không? Dạ, đấy. Không sao đâu anh ạ. Đâu mà hỏi thăm không... nhau thử coi Phú Thọ mình có ở gần nhau không? Có bà con, cô bác gì không? Anh ơi, anh Phú Thọ là anh ở huyện nào ạ? Anh ở huyện Bố Lập. Cũng gần ạ. Được không? Dạ, được ạ. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh của em là em không biết giận chứ. Cái này hay rồi nha. Phụ nữ mà có tính này là hay lắm á. Mọi người thì thường nhận xem là vui tính, biết gây trò cười cho mọi người. Còn khi về nhà thì em lại là một người khác, tức là biết quan tâm đến nhà. Tưởng đâu về nhà hay giận chứ. Không ạ, có khi là trầm tính hơn một chút ạ. Em thích đi chơi với bạn bè và chọc phá bạn bè ạ. Ừ. Còn khuyết điểm của mình là gì? Em không làm được những việc mang tính tỉ mỉ á chị. May quá, thiêu thụ. Đúng rồi, chậm chậm quá là em không thích. Chứ em thích làm những việc gì? Những gì mà nhanh nhanh một xíu. Em cũng hơi cả bà một xíu. Tức là hay quên á chị. À, rồi bạn trai, ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Em thì cũng hơi nóng tính. Không hay giận dai đâu. Em là một người hay thẳng thắn. Thẳng thắn. Rất đàng hoàng, lịch sự. Gọn gàng, không ngăn nắp, không bừa bãi, không bừa bộn. Tức là đồ đạc của em là em xếp gọn gàng lắm, em không có bừa bãi. Kỹ tính đó. Dạ dạ, ừ. Không phải kỹ tính, hơi thôi. Em có tật xấu gì không? Em tật xấu thì không có, tật xấu gì có ngủ là hay có tật xấu là hay thỉnh thoảng hay nói nhảm nhảm mấy câu. Hay gì? Đó là ngủ mơ. À. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua được một mối tình, cách đây 3 năm. Em thì đi làm trong này, thì là người yêu em thì ở ngoài quê. Thì nói chung là do ở xa quá, rồi từ từ nó lạc dần đúng không? Xa. Từ từ nó bay đi dần, thế là nó bay đi luôn. Còn bây giờ thì gần rồi, thoải mái rồi đó, bạn kia Phú Mỹ Hưng luôn. Bạn gái trải qua mấy mối tình rồi? Em thì mới được một mối tình thôi ạ, cách đây 5 năm rồi ạ. Em quen nhau được 2 năm. Tại sao lại chia tay em? Tại vì do khoảng cách địa lý á chị. Cũng là khoảng cách địa lý luôn. Rồi. Bây giờ thời cơ chín mùi, hôm nay gặp nhau đây cũng cùng quê luôn. Em cũng hy vọng là như vậy ạ. Rồi, em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Chỉ cần là cao hơn em chút xíu, 1m65. Có luôn. Cũng ngăn nắp sạch sẽ. Quá sạch sẽ. Em cũng ưa sạch sẽ ngăn rồi. Nắp. Yêu chó mèo ạ. Ồ, có yêu chó mèo không em? Dạ có. Dạ có luôn. Vậy là được ạ. Em có thích chim không? Em chỉ thích nuôi chó mèo thôi ạ. Anh thì dạ, đúng rồi, yêu động vật là được ạ. Sở thích của anh rồi. Con nào cũng là chờ động vật.
có cái gì em không thích ở người bạn trai không? Hay sống ảo anh chị. Sống ảo là sao, là chụp hình đăng Facebook đó? Đúng rồi ạ, có những bạn trai mà con trai mà cứ ngày đăng mấy tấm hình lên, đăng lên phải là em cũng không thích. Thả thính em, cái đó là thả thính. Thính dạ. Rồi, còn gì nữa không em? Sống ảo. Hút thuốc. Hút thuốc anh không hút đâu nha. Dạ. Ăn nhậu. Thỉnh thoảng vẫn đi giao lưu với các sếp. Giao lưu được. Lâu lâu giao lưu được ạ. Rồi được, bên đây tiêu chuẩn rất là đơn giản. Còn bạn trai mình có tiêu chí gì khi tìm bạn gái? Hiền hậu, kính trên nhường dưới. Cái thứ hai là em thì thích bạn gái là sống thật lòng, yêu thật lòng. Bởi vì em sợ tình yêu lừa dối lắm. Về ngoại hình thì cũng không kén chọn lắm. Cứ từ 1m50 cho đến 1m60. Từ 48 cân cho đến 55 cân vừa đầu. Vậy là tốt rồi ha. Rộng quá ha, tiêu chuẩn rộng ghê. Dạ dạ. Tuổi tác mình có chọn coi tuổi coi ngày hợp thầy hợp tướng gì không? Không, em thì kỵ mỗi tuổi 94 thôi. Em là sinh nhiêu? Em sinh năm 91. 91 em sinh nhiêu? Em sinh 91 ạ. Ủa 91 và hai người bằng nhau mà tự nhiên đã giới thiệu sao ra bên này lớn hơn. Ủa, hai người 27 tuổi sao là 97? 91 năm nay 27. 26 là năm ngoái rồi anh ơi. Năm nay năm 2017 mà đã đến rồi. Đã đến năm nay năm nhiêu? 2017. Cái gì? 2018 rồi. 2018 dạ. Ừ. Trời ơi trời. Gì sao? Còn cái gì nữa? 28 rồi. Dạ, dạ, dạ. 27 tuổi rồi nha. 27 tuổi à? Trời, hãy tưởng đâu nhỏ hơn ta 1 tuổi. Trời, xíu kia bằng chị rồi. 27 tuổi là đúng hợp, hôm nay hợp tuổi. Hợp phải không? Vậy chừng nào đám cưới được? Tìm hiểu nhau một vài tháng, từ giờ đến tháng 10. Chị thích cái đó đó. Anh thích cái này lắm nè. Chị thích lâu lắm luôn. Nhưng mà chúc em tặng, em nói ý nghĩa cái món quà này cho bạn gái nha. Dạ dạ. Ừ. Thích lắm luôn á. Rồi bây giờ nè. Chị mai không thích. Có cần làm dâu không em? Vợ em thích sống thôi, em thích sống đấy thôi. Bởi vì chỗ nào dễ làm ăn thì mình đi thôi. Đúng rồi. Em sống ở đâu cũng được anh ạ. Chứ đâu có phải là cứ phải bắt về nhà, ở về nhà đâu chị. Chung là dễ vợ nói gì nghe nấy. Dạ dạ dạ. Thương vợ nhất. Được, đồng ý, biết. Thương vợ nhất. Ủa rồi còn cái này là sao? À hôm nay em có mang một món quà gọi là của quán nhà em làm á chị. À có quà bên đó luôn hả? Có quà. Của nhà luôn anh ạ. Chuẩn bị rồi. Chào em gái. Chào anh ạ. Bây giờ em nghe bạn trai nói, em cảm nhận chàng trai đó như thế nào? Em thì thấy bạn trai cũng là một mẫu người gọi là hợp cho gia đình đấy ạ. Quan trọng là yêu vợ nhất đó ha. Yêu vợ nhất là em thích rồi đó. Đúng không? Nhưng khoảng bao lâu thì em có thể cho người ta bước tới để đón em về được? Em muốn tìm hiểu nhau kỹ một chút xíu, tức là khoảng một năm gì đấy ạ. Rồi anh thấy bên đàn gái dễ thương lắm á. Yeah. Rồi, được ha. Hôm nay mình đi với ai nè, mình hỏi thêm ý kiến người thân. À, em đi với một bạn làm cùng quán với em, với lại một người em nữa ạ. Dạ em chào anh chị Quyền Linh và chị Cát Tường. Em thấy anh ở bên này thì rất là hợp với tiêu chí của Xuân đưa ra. Rất là vui tính và là một người đâu đó rất là cũng chững chạc. Ngoài cái việc là hơi run một tí thì em mong muốn là chị Xuân nhà em là một người rất là thật thà, rất là tốt tính. Thì cũng mong hai người là có sẽ cho nhau cái cơ hội để tìm đến cái hạnh phúc. Cảm ơn em. Mình đi với ai vậy? Em đi với bà cùng hàng cùng xóm ạ. Bà bá là gì em? Dạ là bà gọi là bá, đây là trong này gọi là gì ấy. À gì đó hả? Gì, gì. Dạ vâng, chào gì ạ? Thế là chào Quyên Linh ạ. Và chào chị Cát Tường. Chào bà bá. Thế này trước mắt là tôi thấy cảm nhận hai cháu này thì là cũng đẹp đôi. Mong các cháu đi đến tìm hiểu cho nó chín mùi để đến với nhau là tốt nhất. Người ta còn có câu là anh đi vòng quanh trái đất gặp em lần thứ nhất anh yêu. Vàng bạc kia còn kém em nhiều vì em có tình yêu trong trắng. Thế nếu mà tình yêu trong trắng được với nhau là một cái rất là hạnh phúc. Chương trình chỉ dẫn ra thôi để cho các cháu đến với nhau thôi. Còn để tìm hiểu cho các cháu để đến với nhau là một cái kết quả là một cái tốt nhất. Dạ, cảm ơn bà bá. Bây giờ quyền quyết định còn lại là ở hai bạn. Dạ. Chúng ta sẽ gặp nhau 2 phút, trao đổi, tặng quà, tâm sự với nhau và đưa ra quyết định kéo của mình. Mà, mua quà nha. Dạ, em chào anh. Dạ, em cảm ơn. Dạ. Chào em. Em sẽ cố gắng chăm sóc cho đôi bạn này. Dạ đẹp ạ. Tại sao bạn lại tặng chim mà không tặng cái khác? Đôi cánh ước mơ của em mà. Có một món quà gọi là cái này là bánh kiểu Mỹ anh. Nếu anh muốn ăn thì có thể ăn thử đi. Anh tự quyết định ạ. Có thể ăn lâu dài được luôn ạ. Dạ con xin phép cô chú ở dưới. Thôi ăn đi. Con ăn trước. Tôi đang đói bụng, ăn lẹ đi rồi cùng mày đặt. Anh cảm nhận gì bánh đi. Số ai nấy hưởng à.
Thử ăn đi. Nó là mùi như là bánh mì nhỉ. Đây chỉ là một chiếc bánh nữa, khi mà đến quán em có thể làm được nhiều hơn. Nếu mà anh muốn ăn ngon hơn thì có thể đến ạ. Em vẫn nấu trong món nào anh có ăn. Ngon cũng phải ăn, chẳng ngon cũng phải ăn. Dạ em cảm ơn. Tức là vẫn là bánh rồi, đây em muốn cho anh thử luôn ở đây ạ. Bánh này bạn gái đích thân làm đó. Hỏi thử cái chim đó là con chim nó tên gì em? Ở chỗ này gọi là con yến, chẳng phải yến gì. Chăm sóc nó có khó không ạ? Tại vì em cũng chưa có kinh nghiệm chăm sóc. Anh có đồ mua đầy đủ đồ hết rồi. À, đầy đủ đồ ạ? Bây giờ là chỉ có, nếu em không chăm sóc được thì anh và em cùng chăm sóc cùng. Nó sẽ lớn dần. Em chỉ quen chăm sóc chó với mèo thôi ạ. Chó mèo anh cũng nuôi nhiều. Bữa nay nói chuyện tình yêu chứ không phải nói chó chim mèo. Hai con chim đẹp em lắm. Em nhận xét về anh như nào? Để đây cho đẹp đó. Thấy anh là người khá chững chạc, hợp với cái tiêu chí của em ấy. Hợp không? Hợp ạ. Bấm nút. Thế còn anh ạ? Anh thì được, nhìn em được. Không gầy quá cũng không béo quá thì là được. Dáng này đẹp. Dạ em cảm ơn. Anh có nhiều thời gian rảnh không ạ? Anh thời gian rảnh thì thứ bảy chủ nhật. Lần đầu tiên hẹn hò á là để đi. Em thích xem phim không? Em thì em không thích xem phim. Ca nhạc. Tại vì tất cả các phim em đều không thích xem. Đúng anh, ca nhạc. Ca nhạc thì có. Ok. Anh có thích hát không ạ? Chỉ thích nghe ca nhạc thôi, hát thì anh hát được một đôi vài đoạn thôi. À, anh có thể hát thử một đoạn này được không ạ? Em hát một vài đoạn đấy, nhưng không hát rồi một đoạn cũng được nữa. Hỡi người yêu, em như là ánh sao bừng lên trong màn tim, lung linh đẹp sao. Anh không thuộc. Bây giờ mỗi người nhìn thẳng vào mắt nhau, nói một câu thôi, tình cảm, rồi chúng ta quyết định bấm nút. Mời bạn trai. Anh cứ nói đi. Đồng ý làm vợ nhé. Đồng ý làm vợ nhé. Đồng ý không? Hả? Cái này thì có vẻ là hơi gấp gáp quá, bởi vì cần phải thời gian chút xíu. Đây là chương trình của tìm hiểu nhau dài mà. Vâng. Đồng ý nhá. Đồng ý không? Cái đấy chắc phải để khoảng thời gian sau mới biết ạ. Đúng rồi. Thôi, kết thúc đi. Hết thời gian. Các bạn đã nói chuyện rất nhiều về nhau nhá. Chúng ta có 3 tiếng đếm. Suy nghĩ thật kỹ nhá. Rất nhiều người đang theo dõi chúng ta bấm nút là hẹn hò, chứ không phải bấm nút để vui chơi, bạn bè, cà phê, cà pháo. Không phải như vậy nha. Suy nghĩ thật kỹ. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng các bạn. Đây, cầm bánh đi quấy rồi đấy. Hai người cười suốt rồi nha. Về cười đi nha, cười nguyên ngày nay luôn. Đây là chiếc vé xem phim để gửi tặng các bạn đến hệ thống cụm rạp Cinebox 212 Lý Chí Thắng để xem phim và tìm hiểu nhau. Đây là một phần quà dành cho hai bạn, đó là bộ mỹ phẩm cao cấp nhập khẩu từ Hàn Quốc, thương hiệu Skin Azek. Và đây gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Nắm tay cô gái ấy thật. Rồi, mời bạn.